bị làm sao đấy? Điện thoại làm tao bỏng mày ơi. Mày nhìn tay tao này. Bắt đầu nào. Tao biết mày bị bệnh gì rồi. Tôi là Tuyết. Năm nay tôi 20 tuổi. Tôi là trường hợp đầu tiên trên thế giới mắc căn bệnh này. Đây thực sự là một cơn ác mộng đối với tôi. Tất cả chúng tôi đều muốn biết làm thế nào bạn sống mà không có công nghệ. Dòng người chợt thấy nụ cười vì tình.